Đây là một khu vườn và hồ rộng lớn trên diện tích gần 2.000 m². Đây là lối đi chính từ sân ra khu vườn. Lối đi được tạo thành từ những phiến đá đặt trên thảm cỏ xanh được sắp đặt, tạo thành một đường uốn lượn mềm mại giữa các mô đất và bãi cỏ. Đây là quang cảnh giữa bên phía phải. Còn đây là bên trái của vườn. Đây là lối đi sang phía phải ra một lầu bát giác có khu phụ của vườn. Lối đi bên phía trái này là tiếp tục đi ra chính giữa của khu vườn. Quang cảnh từ giữa vườn nhìn ra phía cổng chính. Chúng ta đang tiếp tục đi trên lối đi ra chính giữa của khu vườn. Vị trí này có thể nhìn thẳng vào lầu bát giác được xây dựng trên chiếc hồ rộng. Đây là lối đi bao quanh hồ bát giác. Từ trên lối đi này đều có thể nhìn ra mặt hồ. Chiếc hồ này rộng tới gần 1.000 m². Chúng ta tiếp tục đi theo lối đi phía bên trái của vườn. Đây là phần hồ kéo dài. Đây là một lối đi nữa đi ra phía cổng chính. Cạnh lối đi là hồ cá coi. Hồ này được tạo dựng công phu như một tiểu cảnh với sự sắp đặt gồm các cây bonsai và các tảng đá được sắp xếp theo một ý tưởng nhất định. Đây là một lối đi nhỏ đi vào hồ cá coi. Lối đi này cũng thông ra phía phần hồ kéo dài. Quanh hồ cũng có một lối đi nhỏ bao quanh. Hồ cá coi được sắp đặt bài trí như một tiểu cảnh với một suối nhỏ nhân tạo. Bên dưới được nuôi một số cá coi loại lớn. Quang cảnh trông khá thiên nhiên, dễ chịu. Đây là điểm nhấn lớn của khu vườn mà mỗi khi có thời gian ngồi đây, có lẽ chủ nhà sẽ luôn có được một cảm giác thực sự thư thái, nhẹ nhàng. Nơi khu vườn được ví như vườn tĩnh lặng. Toàn bộ công trình vườn và hồ này được thiết kế và thi công trong nhiều tháng trời. Tuy nhiên, các chi tiết và tổng thể quang cảnh vườn và hồ cho thấy công trình chứa đựng nhiều tâm huyết của chủ nhà. Mong rằng khu vườn này sẽ tiếp tục được chăm sóc, tưới tẩm để ngày càng trở nên đẹp và cuốn hút hơn.